Đến hẹn lại lên, chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể những câu chuyện lịch sử, anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặc dù là bên giành chiến thắng, nhưng thương vong của chúng ta lớn hơn Hoa Kỳ rất nhiều. Trong khi quân đội Việt Nam hy sinh đến gần 1 triệu người, thì phía Hoa Kỳ chỉ mất có 58.000 binh sĩ. Nhìn tỷ lệ như thế mới có thể thấy để tiêu diệt được một tên lính Mỹ là khó khăn như thế nào và một kill mạng lính đối phương đắt giá ra sao. Vì thế nên tất cả bộ đội Việt Nam gần như chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội giết nhiều lính đối phương nhất có thể. Thế mà có một nữ du kích Củ Chi từng gạt hết tất cả những điều đó để tha chết cho 4 tên lính Mỹ. Rốt cuộc vì lý do gì mà người này lại làm như vậy và kết quả của hành động trên ra sao? Anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Nhân vật chính trong câu chuyện mà chúng tôi sắp sửa đem đến cho tất cả anh em có tên là Võ Thị Mô, trung đội trưởng đội nữ du kích huyện Củ Chi trong kháng chiến chống Mỹ, một người phụ nữ Nam Bộ kiên cường, anh dũng mà cũng hết sức nhân ái, vị tha. Sinh năm 1947 và lớn lên ở Củ Chi, cách đô thành Sài Gòn 20 km về phía Tây Bắc, mảnh đất còn được gọi bằng một cái tên khác là tọa độ hủy diệt, bởi nơi đây đã diễn ra nhiều cuộc chiến khốc liệt với mật độ bom đạn và quân số tham chiến chưa từng có trên mảnh đất không đầy 40 km². Ngay từ khi còn ở tuổi thiếu niên, ý thức về cuộc sống chiến đấu gian khổ của người thân và hàng xóm xung quanh, mặc dù cha muốn chuyển bà đến nơi khác để tiếp tục học hành, nhưng Bảy Mô, tên thật là Võ Thị Mô, vẫn kiên quyết ở lại địa đạo cùng các anh, các chú và tích cực tham gia vào phong trào thanh niên của huyện như đi tải đạn, đào hầm hào, giao liên, văn nghệ. Đến năm 15 tuổi, Bảy Mô tham gia công dân hỏa tuyến, vận chuyển vũ khí cho bộ đội, tích cực tham gia ở mọi lĩnh vực, bộ đội đánh ở đâu, bà theo ở đó. Ai bị thương, bà xốc lên vai chuyển về tuyến sau. Đến nỗi có người từng nói, có đồng chí Mô là tôi an tâm, không sợ bị bỏ lại trận địa. Bà Cao Thị Hương, một nữ du kích ở Củ Chi kể lại, trận lính Mỹ cằn tại xã Tân An Hội tháng 3 năm 1966, tổ du kích của bà bị bao vây và bị đánh lùi ra ngoài đồng ruộng. Đạn địch bắn xuyên qua cánh tay bà. Sau 5 giờ chiến đấu không cần sức và được sự yểm trợ của các đơn vị khác, đội du kích của bà mới thoát khỏi vòng vây. Nhưng do bị thương nên xuống hầm hào rất khó khăn, và nếu không có bà Bảy Mô liều mình bế xuống thì bà đã hy sinh vì 3 trái bom nổ ngay sau đó. Tháng 12 năm 1966, bà Bảy Mô được bầu làm trung đội trưởng trực tiếp chỉ huy đội nữ du kích Củ Chi khi mới 19 tuổi. Bản thân bà luôn hăng hái, xông pha, chủ động thực hiện nhiều trận đánh làm tiêu hao sinh lực địch. Cũng năm này, bà đã được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 3. Trả lời phỏng vấn các báo, bà nhớ lại, thời kỳ đó, trung đội nữ đã sát nhập với tiểu đoàn 7, thực hiện chống càn ở mọi nơi. Ngày xưa có biệt hiệu là tiểu đoàn lửa, có nghĩa là đi tới đâu, có đạn lửa tới đó. Đặc biệt, trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, mỗi khi đi đánh giặc, chỉ có một bộ đồ trên người, chủ yếu tập trung mang súng, đạn dược, vũ khí, lớp bom đạn, lớp pháo, lớp B-52, phải ăn cơm vắt, uống nước ve. Có khi không có nước mà uống, nhưng chị em đội nữ vẫn kiên trung, chịu đựng gian khổ. Trong thời gian đánh Mỹ chỉ có 24 chị em đội nữ hy sinh. Thời đó, với ý đồ bóc vỏ trái đất để tìm và diệt tận gốc rễ của căn cứ các trận địa giải phóng miền Nam Việt Nam, quân đội Mỹ đã tổ chức chiến dịch quân sự mang tên Cedar Falls, đánh vào vùng Bắc Sài Gòn, khu vực Củ Chi. Sáng sớm tinh mơ ngày 8 tháng 1 năm 1967, Mỹ lùa 3 vạn quân, bao gồm lính Mỹ và chư hầu, tiến vào Củ Chi khai hỏa. Nhờ đã được lãnh đạo xã quán triệt tinh thần từ trước, nên sáng hôm đó, khi đang tưới đậu, thấy trực thăng của Mỹ bay đầy trời, bà Bảy Mô hiểu rằng quân Mỹ đã khai cuộc. Vất gầu tưới, bà nhanh chóng chạy về ụ chiến đấu. Ở đó, đội du kích của bà cũng đã có mặt đầy đủ. Ngoài đội du kích còn có 2 tiểu đội C-15 quân giải phóng chủ lực được Trung ương Cục 6 miền Nam tăng viện trợ để bám trụ, tức là tổng số quân của ụ chiến đấu này chỉ hơn 30 tay súng. Vũ khí thì chỉ có tiểu liên carbin, CKC, AK và một số hầm trông được ngụy trang kín đáo, bố trí khắp nơi. Về phía quân Mỹ thì mỗi tấn công vào xóm Bưng gồm một tiểu đoàn bộ binh trang bị đầy đủ hỏa lực được pháo bầy yểm trợ. Nhớ lại ký ức xưa, bà Bảy Mô kể, nếu đánh trực diện thì một tiểu đoàn bộ binh nuốt sống hơn 30 tay súng của quân ta. Cách đánh du kích là bám vào lợi thế địa hình vật chất và yếu tố bất ngờ. Quân Mỹ vừa lọt vào trận địa ta bày sẵn, chỉ cần bắn phát đầu tiên là chúng hoảng loạn, rối loạn đội hình, lớp thì té hầm trông, lớp thì bắn vung vãi vào lùm bụi không người. Sau 2 giờ bị bắn tỉa, thiệt hại quân số hơn 20 người mà không nhận diện được vị trí của du kích nên không dám gọi pháo trấn áp. Quân Mỹ đành gọi máy bay trực thăng đến thu quân. Liên tiếp cả tuần vần nhau với quân Mỹ, dưới đài chỉ huy của bà Bảy Mô, trận địa Nhuận Đức được giữ vững. Tiếng tăm bà Bảy Mô vang khắp chiến khu. Đoàn phim giải phóng về trận địa quay cảnh Bảy Mô chiến đấu và dựng thành nữ du kích Củ Chi. Hình ảnh bà Bảy Mô trở thành biểu tượng cô du kích xinh đẹp, ôm tay súng, chiến đấu ngoan cường ở khắp chiến trường miền Nam. Hai họa sĩ Huỳnh Phương Đông và Lê Văn Trương ở R xem tập phim tài liệu đó xúc động vẽ lại nhiều bức họa du kích Võ Thị Mô. Bức họa này được nhà sản xuất giải phóng đưa vào tập sách ký họa Miền Nam Việt Nam, đất nước con người. Bản thảo được gửi sang Liên Xô, in ấn hàng triệu bản.
tập sách ký họa miền Nam Việt Nam, đất nước con người, được phát hành khắp thế giới, kể cả Mỹ. Hình ảnh bà Võ Thị Mô trở thành biểu tượng kháng chiến bất khuất của con người Việt Nam. Riêng bức ký họa của họa sĩ Lê Văn Chương được in vào tem bưu chính. Bên cạnh thành tích chiến đấu can trường, bà Bảy Mô còn nổi tiếng trong giới du kích underground bởi câu chuyện ly kỳ gạt nòng súng tha chết cho 4 tên lính Mỹ diễn ra vào năm 1966. Ngày 8 tháng 1 năm 1966, quân Mỹ mở cuộc hành quân đại quy mô mang tên Cream đánh vào Củ Chi với 12.000 quân gồm 2 lữ đoàn 2 và 3 thuộc sư đoàn bộ binh 1, Anh Cả Đỏ, 1 tiểu đoàn công binh Úc, 8 tiểu đoàn thủy quân lục chiến và biệt kích Việt Nam Cộng Hòa, 300 máy bay chiến đấu, 24 lượt giải bom B-52, 600 pháo, 600 xe cơ giới. Bà Bảy Mô được giao nhiệm vụ chỉ huy nữ du kích giữ trận địa Nhuận Đức. Một buổi sáng sớm trong chuỗi ngày căng thẳng này, một tiểu đoàn Mỹ đánh thẳng vào trận địa răng sẵn của Bảy Mô. Bị phản kích bất ngờ, lính Mỹ bắn vụ vạ rồi bật ngược trở lại, để lại một số tử thi. Nắm rõ tính tình quân Mỹ, thay vì rút lui, bà Bảy Mô cho quân áp sát đội hình địch. Vì vậy, khi quân Mỹ gọi pháo bắn dọn bãi, đều rơi phía sau lưng đội hình của Bảy Mô. Mãi đến trưa, pháo ngừng bắn, mọi người đòi thu quân. Bảy Mô vẫn lệnh cho mọi người báo trận địa, vì thấy máy bay trinh sát quần thảo trên bầu trời. Bảy Mô biết địch sẽ còn đổ quân, đến đây thì phải dừng lại một chút để nói về trình độ của bộ đội ta anh em ạ. Chỉ là những người lính du kích bình thường, không được ăn học và đào tạo bài bản, mà còn nắm rõ quy luật chiến trường như thế, thì thử hỏi sức mạnh của quân đội chính quy của ta ngày ấy kinh khủng đến mức nào. Việt Nam đúng là đối thủ khó nhằn nhất mà Mỹ từng phải đối đầu anh em nhỉ. Phục kích đến 2 giờ 30 phút chiều, bỗng từ mũi thước ngắm khẩu súng, Bảy Mô trông thấy lần lượt 4 tên lính Mỹ bò ra từ bụi rậm. Họ trải một tấm thảm, dù ngay vị trí quả mìn gài của Bảy Mô, 4 người ngồi 4 góc, khui đồ hộp, đặt giữa tấm khăn rồi lấy thư, hình ảnh vợ con ra xem. 4 người lính Mỹ ôm nhau khóc ròng, rồi đốt các lá thư và hình ảnh vợ con. Lúc đó, chiến sĩ liên lạc của Bảy Mô rất nôn nóng tiêu diệt quân địch nên đòi bắn, Bảy Mô kiên quyết không cho. Nhớ lại chi tiết này, bà Bảy Mô kể: "Tôi đoán 4 anh lính Mỹ đó lấy hình ảnh vợ con và thư từ của những người vừa chết trong trận đánh buổi sáng. Có thể những người chết là bản thân của họ. Tôi nghĩ họ cũng có lương tâm như mình do bị ép buộc cầm súng đi xâm lược. Lúc đó họ không cầm súng bắn vào mình, vì vậy tôi không thể bắn." 4 người lính Mỹ khóc chán chê rồi rút đi, để lại đống đồ hộp. Cay cú vì không lấy được danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, người chiến sĩ liên lạc đã ôm đống đồ hộp của 4 tên lính Mỹ đến báo cáo với chi bộ chuyện Bảy Mô không căm thù quân Mỹ. Trong cuộc họp chi bộ tối hôm đó, ông bí thư đùng đùng quát mắng. Bảy Mô mới từ từ giải thích nguyên do. Hiểu ra, ông bí thư chi bộ im lặng, không khen, không chê, cũng không kỷ luật. Cuộc họp chuyển sang nội dung bố trí đội hình đánh địch vào sáng hôm sau. Câu chuyện tưởng chừng chìm vào bí mật nếu đêm hôm đó không có một biến cố. Sau cuộc họp đêm hôm đó, một cán bộ du kích của ta chạy về phía địch xin đầu hàng. Ngày xưa miếng trầu là đầu câu chuyện, còn bây giờ muốn đầu hàng thì cũng phải có tí quà, đó là tin tình báo. Ngoài chuyện khai thác cách bố trí lực lượng chiến đấu của ta, tên này còn kể chuyện Bảy Mô tha mạng cho 4 anh lính Mỹ. Một trong 4 người lính Mỹ đó đã tiếp cận kẻ chiêu hồi này để hỏi chi tiết câu chuyện. Đó là Trung úy John Pennicott, ám ảnh chiến tranh và cái chết. John Pennicott đã ghi chép vào sổ tay cá nhân mẩu chuyện đó như ghi nhận một ân nghĩa đối với người nữ du kích phía bên kia chiến tuyến. Từ câu chuyện này, John Pennicott đã nung nấu tư tưởng chống đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của quân đội Mỹ đối đầu với nhân dân Việt Nam. Câu chuyện John Pennicott và 3 anh lính Mỹ được quân du kích tha mạng lan khắp các doanh trại sư đoàn 1 đã có phần tác động đến tâm lý chiến đấu trong sư đoàn. John Pennicott đã nhờ người gửi thư vào căn cứ một thùng quà cho Bảy Mô, xem như đó là nghĩa cử tri ân. Năm 1970, bà Bảy Mô được rút về làm phó huyện trưởng đội Củ Chi. Sau đó, tướng Nguyễn Thị Định rút về R cho học quân sự ở đơn vị H-12, tức trường sĩ quan lục quân miền Nam. Học xong, Bảy Mô được giữ lại làm cán bộ huấn luyện sĩ quan, chuyên khoa du kích. Kết thúc chiến tranh, Bảy Mô vẫn tiếp tục giảng dạy tại trường sĩ quan lục quân cho đến năm 1978. Do sức khỏe yếu và cũng do kinh tế gia đình quá khó khăn, Bảy Mô xin ra quân với hàm trung úy. Hộp tiếp đạn khẩu súng K-54 mà Bảy Mô sử dụng được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Chỉ quen chiến đấu, không hòa nhịp kịp với cuộc sống đời thường, bà Bảy Mô bươn trải đủ nghề để kiếm sống. Bà trôi dạt về tận Tây Ninh, sống trong cảnh thiếu trước, hụt sau. Những câu chuyện kể về bà Bảy Mô sẽ kết thúc tại đây vì cả hai người đều đang ở hai chiến tuyến đối địch, nhưng không. John Pennicott sau khi trở về Mỹ đã trở thành nhà văn và tích cực tham gia vào làn sóng phản đối chiến tranh Việt Nam. Năm 1985, ông trở về Việt Nam đến Củ Chi tìm ân nhân Bảy Mô. Không ai còn biết bà Bảy Mô giờ đang ở nơi đâu. Qua những người cựu chiến binh ở vùng đất thép Củ Chi, John Pennicott đã có được cái nhìn toàn cục cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước của vùng đất này. Và cũng qua những người cựu chiến binh, ông cũng đã biết thêm cuộc đời ân nhân Bảy Mô của mình. Đầu năm 1989, John Pennicott liên kết với nhà báo, đạo diễn truyền hình Tom Mangold cho xuất bản quyển sách The Tunnel of Củ Chi. Quyển sách đã ca ngợi cuộc chiến đấu chính nghĩa, nhân văn của nhân dân Việt Nam qua hình tượng người du kích Củ Chi. Trong đó, quyển sách dành hẳn một chương ca ngợi nữ du kích Bảy Mô. Quyển sách ngay lập tức bán cháy hàng ở Anh, ở Mỹ. Ngay sau đó, lần lượt các nhà xuất bản Holder, Strongtow, London
Albin Michel, Paris, tái bản hàng triệu bản. Mangold là một nhà báo, đạo diễn truyền hình cư trú ở Anh, nhưng nổi danh khắp bán cầu phương Tây với hàng loạt các phóng sự, điều tra chiến tranh. Giữa năm 1989, nhà văn John Pennicut và đạo diễn truyền hình Tom Mangold đã trở lại Củ Chi một lần nữa với quyết tâm tìm bằng được bảy mô. Sau cả tháng dò hỏi, cuối cùng họ cũng tìm được bà tại Bệnh viện Tây Ninh. Bà kiệt sức vì chống chọi với cái nghèo. Nhà văn John Pennicut và đạo diễn truyền hình Tom Mangold nhờ Sở Ngoại vụ Tây Ninh tổ chức một cuộc tiếp đón long trọng bà Bảy Mô tại một khách sạn của công ty du lịch Tây Ninh để tặng sách. Khi đến nơi, thấy tấm thảm đỏ, bà Bảy Mô rụt rè bỏ dép ra bên ngoài. John Pennicut vội quỳ sụp xuống, mang dép vào chân của bà rồi nói: "Bà là ân nhân của tôi, ở đây bà là người quan trọng nhất." Khi kết thúc cuộc trò chuyện để quay phim tài liệu, John Pennicut chân thành hỏi bà: "Bây giờ bà mong muốn gì? Bà có muốn tôi giúp bà một số tiền để cất nhà hay không?" Bà Bảy Mô chân tình kể bằng giọng mộc mạc: "Trời ơi, lúc đó đang khổ gần chết, trong bụng thèm nói, tôi cần tiền. Tôi suy nghĩ lung tung lắm, nếu nói cần tiền thì nó sẽ khinh mình. Sau khi đắn đo suy nghĩ, tôi trả lời thế này: tôi cần đất nước hòa bình, không ai xâm lược. Ai xâm lược, tôi sẽ hô hào con cháu đánh nữa." Cái mộc mạc chân quê của bà Bảy Mô đã khiến nhà văn John Pennicut và đạo diễn truyền hình Tom Mangold xúc động đến rưng rưng nước mắt. Hiện nay, bà Bảy Mô đã trở về sinh sống ở ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi. Nhờ được đồng đội cũ và các nhà hảo tâm giúp đỡ, bà có được một căn nhà khang trang và mảnh vườn trồng cây ăn trái. Cuộc đời đã tạm ổn định. Trong không gian rộng rãi, vợ chồng bà đã chăm bón cây và gây dựng nên khu vườn với rất nhiều loại cây ăn trái. Bà cho biết, thu nhập từ vườn cũng đủ trang trải cuộc sống của hai vợ chồng già. Hiện tại, chồng bà bị bệnh, sức khỏe của bà cũng không được tốt vì di chứng của chất độc màu da cam và những vết thương hành hạ. Tuy vậy, bà vẫn tích cực đón tiếp các cựu chiến binh về thăm địa đạo Củ Chi và tham gia các hoạt động từ thiện. Hiện tại, bà là phó hội từ thiện khu kháng chiến Sài Gòn, Gia Định. Qua câu chuyện của bà Bảy Mô, bên cạnh lòng nhân hậu của người Việt Nam, chúng ta còn hiểu được những điều sâu xa hơn của chiến tranh. Những chiến binh du kích ở miền Nam, sinh ra, lớn lên và chiến đấu như là cuộc sống tự nhiên, đời cha chiến đấu chống Pháp, đời con chiến đấu chống Mỹ. Chẳng ai bắt vào lính, chẳng ai tuyển mộ, chẳng ai bắt làm gì cả. Lớn lên là tự động chiến đấu như hít thở. Đấy chính là điều các chiến lược gia Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa chẳng hề biết. Đi lính như một nghĩa vụ phải làm là một câu chuyện. Tự nhiên mà chiến đấu là chiến binh mà không đi lính là một câu chuyện khác. Chiến đấu tự nhiên như hít thở trong cuộc sống. Đó là nguồn sức mạnh vượt trên cả phi thường. Chính sự phi thường này là nhân tố giúp cho một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam có thể đánh thắng được đế quốc sừng sỏ số 1 thế giới. Cuối video, tôi có một câu hỏi giả sử rằng nếu là anh em trong tình huống của bà Bảy Mô, anh em có tha chết cho đám lính Mỹ hay không? Hãy comment ý kiến của mình ở bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em ở những video lần